À, các bạn thân mến, đây là nông cơ Trí Linh. À, anh vừa bán hàng nông cơ mà anh vừa bán cả vỏ ruột xe máy cày đồ luôn nha. Đây đại lý luôn các bạn ạ. Thì anh bán hàng nông cơ, máy cày, máy đồ, máy đào đồ đủ thứ hết. Thì anh hiện tại ở đây là có con kia thôi, để đó đi ha, mình giới thiệu con này thôi. Rồi, anh có về một con răng ma B37. B37 này là gầu 1,5 anh. Cho con lính nó phá dữ vậy anh. Phá phách quá vậy. Xe mới vừa mang về là bỏ lên mà sao máy nó êm dữ rồi ta. Như biết rồi, như con này bây giờ mình dự định bán bao nhiêu tiền? 170 anh. Có trả giá được không? Trả thì chút xíu thôi, cái tiền xe tiền đậu anh em vui vẻ thì thôi. Nếu mà trả không vui có chịu không? Trả không vui thì tại em ta thôi. Có chân dây điện ra. Ôi đưa gầu lên làm gì? Không, mình không quay tới gầu đâu. Phải tới đây được rồi. Lắc quay quay toa coi có rung không? Ý là quay toa xem coi nó quay toa xem thử em cái quay toa nó lắc nguyên cái xe luôn chứ không lắc quay toa đúng không? Rồi ok rồi rồi lắc qua lắc lại coi nhìn đập vô người tôi. Ý là lắc cái xe qua lại á. Đúng rồi, rồi trả lại rồi ok vậy được rồi. Coi sơ thôi, khi nào họ mua à, xem nhiều. Cái xích này còn ngon không đại ca? 90% mà mới thay hay là riêng nó? Riêng nó về mà mới về đây hả? Trời cao vút luôn hả? Cái nhông sau của nó mới thay hay riêng mà mới mà cao dữ vậy? Rồi bánh khôn riêng hết vậy hả? Chưa rửa nữa, đây em cho anh coi. Đây khoan, coi động cơ sao nó êm dữ vậy? Đưa cái chìa khóa mở đó ra. Em như cái nem ha. B37. Wow. Chưa rửa. Ô dần này bơm mít tông ra. Bơm mít tông. Một bơm mít tông bơm nhông. Hai cái bơm. Một cái bơm mít tông, cái bơm nhông. Đâu bơm kích thôi. Lúc nào cũng kích cái gì. Cái bơm chiên cho chân chạy. Bơm chạy hết rồi. Chân chạy nằm chỗ nào, bơm chạy nằm đâu? Nó nằm sau đuôi đó. Nó một cái bơm chân chạy, một cái bơm nhông. Đó. Cái bơm nhỏ là bơm chân chạy. Cái đầu đó là chứ không phải bơm kích. Nó là bơm chân chạy, nó bơm chân chạy. Cái dòng máy lớn rồi nó có bơm kích. Rồi đây động cơ ba máy hả? Ba máy. Ồ động cơ đã quá, 3T84 rồi, răng ma 3T84. Cái này rửa chưa có rửa đó em, mà rửa ra cái máy này nó đẹp long lanh long lanh. Cái này rửa ra thôi chứ đẹp long lanh luôn ha. Rồi. Con này quá ngon luôn. Tay lái cơ hay thủy? Cơ anh. Dòng này lại tay lái cơ ta. Cơ nó dễ xài nhưng mà nó nhẹ lắm. Bên này ga. Cần này là ga. Đúng rồi. Cần này lên lam xuống lam. Chạy được 4.033 giờ. 4033. Rồi kiểm tra lại coi, còn rất là đẹp luôn. Thôi mang xe máy vô cỡ mưa. Rồi ok, bạn nào mà mua thì alo các bạn nha. Xe có lỗi lầm gì không? Còn anh đắp mới gì về, em chưa rửa chưa ráng mà anh thấy hoạt động lên vậy thì lỗi lầm gì nữa. Rồi ok, anh chạy xe vô nhà cũng ta xài mà lỗi lầm gì. Cái này có bảo hành không? Có chứ, bảo hành ra ta xài chứ. Bảo hành bao nhiêu lâu? Bảo hành 6 tháng. 6 tháng rồi, ok rồi, vậy nha anh lên nha. Kia là bảo hành cho ta xài chứ. Rồi.
để anh dắt xe vô cơ mưa.